À, Chào quý vị thì Tuấn đang đứng ở đây là xã Bình An, à, huyện à, Long Thành thì à, đây là phía sau lưng đó là cái đường cao tốc Long Thành dầu dây. À, đây là đường cầu Mên, thì à, Tuấn xin giới thiệu quý vị một căn nhà à, của một người quen gửi bán lại. À, thì à, quý vị thấy là đây là căn nhà mặt tiền đường lớn ha. Đây là nó là khoảng 15 mét à, mặt tiền là khoảng 15 mét. À, thì à, quý vị vào đây thì thấy một căn nhà cũng khá là khang trang. À, nó là một trệt thôi ở trong đó một phòng khách và hai phòng ngủ à, thì à, quý vị thấy là ở đây mình có một khoảng rất là rộng để đổ xe ô tô đó. thì à, tổng cái diện tích của cái thửa đất này á thì nó là 3.400 bốn mét à, có nghĩa là bốn công tư á thì quý vị thấy là cái thửa đất của mình thì nó ở đây là 15 mét à vào khoảng 60 mét thì nó sẽ nở hậu ra chuyển lờ à 16 mét nữa và vào sâu ra 60 mấy mét thì tổng cái chiều dài từ cái mặt đường này mà hết cái cạnh này thì nó là khoảng 130 mấy mét à tổng cái diện tích này à thì phía sau thì quý vị thấy là à Tướng sẽ vào cho quý vị xem ha ở đây thì khu vực này thì quý vị biết là là khu vực miền đông nam bộ thì cái thổ nhưỡng này rất thích hợp để mình trồng những loại cây ăn trái như đây quý vị thấy đây là cái cây măng cụt à, thực ra mục đích đó, thì trước đây là xây cái nhà này là nhà vườn để mình ở cho nên là xây cũng khá là chắc chắn à, quý vị thấy đây là có một cái hồ bơi à, một cái hồ bơi cũng khá là lớn khá là sâu À, mình nếu mình về đây thì mình có thể là à, mình có thể làm vệ sinh lại, mình có thể đổ nước vào bơi, hồ bơi này nó rất là rộng ha. À, phía sau đây thì quý vị thấy là à, ở đây là bên mình có sẵn một cái nhà tiền chế, hồi xưa đó thì là để dùng để nuôi heo à, hoặc là anh chị có thể cải tạo lại làm cái gì đó cũng được. À đây, à, Tuấn giới thiệu với quý vị Đây là cái khu vực mà à, Phía sau à, Phía sau đây là cái nhà Trước đó là mình đã dùng để nuôi heo Hoặc là quý vị có thể cải tạo lại Để là mà làm nhà trồng nấm hay gì đó vân vân à, Thì à, Vào khoảng 60 mét thì à, đây Đây Tuấn sẽ giới thiệu cho đây à, Nó nở hậu ra à, Giống như chữ L à, Thì à, từ đây qua cái cạnh bên kia Thì là khoảng à, à, 16 mét nữa quý vị đó ngay chỗ cái hàng rào đó thì ở đây quý vị thấy là trồng bưởi nè à, chôm chôm à, sầu riêng đây đúng là một cái nhà vườn ở nam bộ thì um, hiện nay là toàn bộ cái thửa đất của mình là ba gần ba bốn mét thì nó là đất trồng cây lâu năm à, quý vị thấy chôm chôm nè à, chôm chôm măng cục à, sầu riêng ở đây mình có hệ thống tưới nước tự động luôn quý vị ha Hệ thống tưới nước tự động luôn Mình cứ mở nước lên là Là sẽ tự tưới thôi Đặc điểm của những cây này là Nó sẽ có trái vào cái mùa Mùa hè Bây giờ là tháng 12 thì sắp Tết rồi Thì nó không có trái à, Thì Đây quý vị thấy đây Đây là cái vách tường sao của mình Đó Đây là cái vách tường sao của mình lâu rồi thì cũng ít ai tới cho nên là quý vị thấy là à, Dán nhẹ nó cũng 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 nhiều đây ở đây có hệ thống tưới nước tự động hết nha quý vị mình à, mở lên là mình cho tưới thôi ở thành phố Hồ Chí Minh mà nếu mình có một cái nhà vườn như thế này á một hai tuần mình về đây mình nghỉ ngơi mình làm vườn thì rất là tốt rồi đây à, kính thưa quý vị đây là vị trí xã Bình An huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai thì ngay đoạn trên màn hình quý vị thấy đây là cao tốc Long Thành dầu dây phía bên cao tốc đó là đường song hành cao tốc À, và phía trước mặt những ngôi nhà đó là đường cầu men thì đường cầu men này sẽ đi à, xuyên qua dưới một cái hầm ở dưới đường cao tốc à, và thưa quý vị đây là vị trí căn nhà mặt tiền đường cầu men thì à, như quý vị cũng thấy đó là mặt tiền trước thì à, 14m85 à, và nó có chữ L nở hậu à, thì như vậy tổng chiều dài là lên tới 137m à, và phần chiều L nở hậu là 16m À, thử đất của chúng ta thì xin lỗi tôi nãy Tuấn cũng nói nhầm một chút Đó là nó tới kéo tặng tới cái suối cầu men à, chứ không phải tới ngay hàng rào cái đoạn hàng rào đó là à, là do mình à, ngăn lại thôi còn cái miếng đất của mình nó dài tới suối cầu men à, thưa quý vị thì đây là cái bản đồ thửa đất của mình à, trong cái sổ đỏ thì quý vị thấy phía trước là 14,85 à, chữ l vào thì ở đây là 60 m À, nở hậu 16m9 và tổng chiều dài là 137m nó kéo tặng tới suối cầu men à, thì đây có một đoạn suối thì rất phù hợp để mình có thể bơm nước tưới nước để mà trồng cây ở đây à, và đây trên màn hình quý vị cũng thấy thì đây là cái bản đồ quy hoạch của tỉnh Đồng Nai khu vực xã Long An thì thửa đất của mình có tổng diện tích là 3.372m à, trong đó thì đất ở tại nông thôn theo quy hoạch thì đất ở tại nông thôn kết hợp đất trồng cây là 2.860m, đất trồng cây là 409 và một phần đất giao thông là 103. Quý vị thấy phía trước thì có một phần lộ giới đất giao thông và phía sau ở cái kênh rạch này cũng có một phần nữa. À, thưa quý vị thì đây là vườn cây trái, nó chỉ còn thiếu một cái hồ cá thôi. Nếu quý vị thích thì có thể đào một cái khoảng nào đó, mình làm một hồ cá rộng khoảng 5-300m gì đó. À, còn nếu không thì chúng ta cứ để vườn cây như thế này à, Thì xin thưa với quý vị là ở đây mình để cái giá là 4 triệu trên 1m2 à, Có nghĩa là 1.000m là 4 tỷ Thì nó rơi đâu đó khoảng 10 à, mười mấy tỷ Cái miếng đất này nó là 3.400m2 à, Thì um, quý vị quan tâm về thử đất này thì xin vui lòng liên hệ các số online Thì Tuấn cũng để cái uh, ghim cái vị trí của thửa đất này trong cái phần mô tả video À, và nếu quý vị quan tâm thì à, gọi cái số hotline thì Tuấn sẽ đưa các cái sổ để mình tham khảo thêm. Xin cảm ơn và lại. xin trân trọng kính chào.